Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 9 tháng đạt 46,28 tỷ đô la Mỹ, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó thì các mặt hàng chủ lực như là gạo hay cà phê đều tăng cao hơn so với cùng kỳ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, xuất khẩu gạo của Việt Nam 9 tháng đạt 4,37 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thống kê cũng cho thấy giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt Nam trong 9 tháng năm nay ở mức 624 đô la Mỹ một tấn, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện vụ lúa hè thu ở phía Nam đang bước vào giai đoạn cuối, còn vụ lúa thu đông ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long đã gieo cấy 626.000 ha, tăng 2,9%. Tuy nhiên, vụ lúa này diện tích gieo cấy cũng không cao nên sản lượng lúa từ nay đến cuối năm cũng không quá dồi dào. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá cà phê xuất khẩu liên tục tăng. Tháng 9, giá bình quân đạt 5.469 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất từ trước đến nay. Tính chung 9 tháng, mỗi tấn cà phê xuất khẩu bình quân đạt 3.897 đô la Mỹ, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Cà phê trở thành sản phẩm nông sản có giá tăng mạnh nhất trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Nhờ đó, Việt Nam thu về gần 4,4 tỷ đô la Mỹ từ loại nông sản này, tăng 40%. Mức này vượt kim ngạch cả năm 2023. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng vừa công bố báo cáo kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2024. Theo đó thì thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sau 9 tháng đầu năm đã hoàn thành sớm dự toán năm và tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đà tăng trưởng tích cực của quý 2, kinh tế quý 3 của Đà Nẵng có nhiều điểm sáng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố sơ bộ đến ngày 25 tháng 9 đạt hơn 19.112 tỷ đồng, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 4.740 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 14.372 tỷ đồng. Quy mô GRDP của Đà Nẵng 9 tháng qua xếp thứ 17 trên 63 tỉnh, thành phố, dẫn đầu các tỉnh khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Năm 2024, thành phố đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng sản xuất kinh doanh. Ngành thuế cũng đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế. Thưa quý vị, trong khoảng một tuần vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng, thiêu rụi khoảng 40 ha diện tích rừng trồng trước đó đã bị cơn bão số 3 tàn phá. Thiệt hại, trồng thiệt hại, uy hiếp đến an toàn của nhân dân, cũng như là gây áp lực cho các lực lượng tham gia chữa cháy. Sau bão số 3, Quảng Ninh có trên 117.000 ha rừng bị tàn phá. Riêng huyện Vân Đồn có hơn 15.000 ha. Lượng cây gãy đổ, bật gốc, khô héo cành rất lớn. Người dân tranh thủ dọn, đốt thực bì, nguy cơ gây cháy cao. Tại huyện Vân Đồn, trong một tuần qua, đã xảy ra 3 vụ cháy rừng, thiệt hại hơn 30 ha rừng sản xuất. Mới đây nhất là vụ cháy ở khu vực đồi thuộc địa bàn các phường Hồng Hà, Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra vào ngày 4 tháng 10 và đến rạng sáng ngày 5 tháng 10 mới được dập tắt. Cơ quan chức năng khuyến cáo các chủ rừng, người dân trồng rừng cần kiểm tra, thường xuyên phát dọn tuyến đường băng cản lửa, đảm bảo cho người và phương tiện có thể di chuyển trong khu vực nếu xảy ra cháy. Người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng, không tự ý đốt thực bì. Việc thu gom cây cành bị gãy đổ cần tuân thủ các quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.